Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Máy này rất là quen thuộc nha. Nó đến từ thương hiệu của Genwatt Komitsu và nó có cái tên là riêng là G3K các bạn. Một cây máy rất là quen thuộc luôn. Và cái độ bền của nó thì hết ý. Genwatt Komitsu G3K. Nó có cái nòng là 36 ly nha các bạn. Dền rất là dài ha, bánh chớn to, tùm to bố lớn, tùm to bố lớn các bạn, nó dền dài ha, nó đặc biệt đánh cước rất là ngon nghe các bạn, đánh cước rất ngon và cắt dao thì vô tư nha, cắt dao thì không có sợ dao nào hết, dao nào nó đảm đương cũng nổi, kể cả bốn tấc luôn các bạn. Bốn tấc nó cũng không hề sợ. Còn dao tròn thì nó coi không có nhầm gì hết. Dao tròn vậy chứ nhẹ cắt lắm các bạn. Chỉ có đánh cước ha. Đánh cước là nó nặng. Và thổi lá ha. Hai món đó mà nó làm tốt hai công việc đó thì tất cả các công việc khác đều không có kể đến nữa. Một là đánh cước ngon, hai là thổi lá ngon. Đấy, nó là G3K. 36 ly nòng dài, dền dài. Nó đạt tới 34 cc các bạn. G3K là 34 cc nha. Nó mang một cái chụp giật thường thôi nha các bạn, không có xả áp ha, không có trợ lực. Rất là khỏe luôn. Nó mang một cái chế của khí Genwatt Komitsu. Kim của nó luôn. Hai kim ha. Hai kim đen thì ở trên có cây tốc độ thấp để chỉnh tốc độ thấp ha, nó kết hợp với cây ganti này để chỉnh tốc độ thấp, tốc độ cầm chừng này các bạn, cho chạy cầm chừng ngon ha, nó làm bực 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 là nó ngon đó, còn nó nổ liên tiếng là không có ngon. Thì nó nổ bực 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 bực, mình chỉnh sao nó ra tiếng bực 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 bực, vậy là mình nó giật rất là nhạy nổ, còn mình chỉnh ép nó quá là nó chạy liền tiếng mà nó rất là dễ tắt ha, dịch không có nhạy. Đó là chỉnh cây tốc độ thấp, mà ở đây nó có cây tốc độ cao đây các bạn, cây này để chỉnh bốc máy ha, lì máy. Bốc quá thì máy mau nóng, lì quá thì lại ăn xăng ha, do đó mình cũng giữa cái lì với cái bốc đó mình lấy cái điểm giữa là vừa ha các bạn. Cây này là mạnh máy hay không là do cây này ha, mạnh máy hay không, ít ăn xăng hay không là do cây này. Cây này là cây kim xăng tốc độ cao, cây này là cây kim xăng tốc độ thấp. Đấy. Nắp xăng của nó là nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính có nó có lỗ thông hơi riêng, ở đây nó có ròn này, ròn cao su ngon ha. Đấy. Nó có lỗ thông hơi riêng ha, để nó cân bằng áp suất khí trời đó các bạn, nói đơn giản thì là các bạn hiểu rồi, nó để hút hơi vô để nó cân bằng áp suất để cho chế quạt khí nó hút xăng lên dễ ha, đó là cái nhiệm vụ của lỗ thông hơi ha. Rồi đại khái phía trước cái máy vậy ha, rất là đẹp. Genwatt Komitsu G3K thì hết ý các bạn. Tem này nó có bị chạy cái nữa. Nó còn chữ Komitsu nữa các bạn, ở đây nó bị chóc, nó cũng còn rất là đẹp ha, đấy chỉ có chóc sơn chút chút thôi, không hề gì, tùm to bố lớn ha, đệm hông ha, gà, do vậy gà công tắc ở trên tay gà cho nên nó thiết kế như vậy các bạn này. Số 1 nè, số 1 nè, 0 nè, nó để cái này theo kỹ thuật số 0 1 0 1. 0 là không có gì, 1 là có ha. Đây 1 là chạy nè. 0 là tắt. Đây, tay ra bóp ha. Rất là nhiều người yêu cầu. Anh em rất là nhiều anh em yêu cầu mình độ cái tay ga bóp này vô cho xài cho sướng ha. Đây, đó. Rất là nhiều anh em yêu cầu luôn. Bữa nay mình đậu vô cho các bạn xài cho nó sướng. Cùi nó
trông dinh cỏ bằng kim loại ha, dưới nó cũng có chống mài mòn các bạn, mài mòn bằng kim loại luôn. Dao Makita ha, dao Makita xài rất là ngon luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy chạy thì hết ý, không phải lăn tăng gì hết trơn. G3K 36 ly. Thôi, thôi các bạn. Nổ nha. Rồi mình tắt. Mở ha. Quên. Tắt xong rồi mình mở ra ha. Mở lại nha. Tắt ha. Mở lại. Cái này nổ thì gắt đi thiệt là đã luôn các bạn. Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Để rất là dữ luôn. Đề ba nghe đã ha. Rất là dữ luôn. Gạch tiền rất là ngon ha. Láp rất là trơn luôn. Gạch tì rất là chắc luôn ha. Đây. Rồi mình tắt các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Zenwatt Komitsu G3K nòng 36 ly đến đây tạm dừng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.